Hôm nay mình đi về ra vườn rau của mình. Sau nửa tháng bỏ bê, giờ là cỏ quá trời cỏ luôn, làm miệt mài luôn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái đám cà tím của mình. Một đám luôn nha. Mình trồng an toàn nên không xịt thuốc trừ sâu. Có bón phân hóa học. Khi không xịt thuốc trừ sâu thì nó sẽ bị như thế này đây. Đây là ong. Phần sâu đục thân, đĩa con sâu trong này. Con này đi đâu mất rồi. Ăn ngọn. Những cái ngọn tươi ngon gì nó ăn, rồi thêm nữa là trái, khi mà mình không phun thuốc thì nó sẽ ăn luôn trái. Đây có rất nhiều cái đọt bị ăn. Bẻ bớt cái ngọn đục vào những cái đọt non như thế này, và có đẻ trứng vào đây. Rất là nhiều. Nhưng cũng không được xanh mướt mát nha. Sâu ăn xong rồi đây, nó đã chết rồi đây. Đây có rất nhiều. Đây một con sâu đây. Để sâu và nó ăn cái ngọn như thế này đây. Bởi vì nó là rau ăn nên nên mình cũng rất là hạn chế phun thuốc. Đây, thêm đây một con sâu nữa đây. Rất là nhiều nè. Thêm một cái nhược điểm nữa là bữa đó mình trồng cái đám này, mình định trồng cây con để rồi mình bứng ra ngoài khác kia mình trồng, nhưng mà cuối cùng là mình không bứng nên thành ra cái mật độ nó hơi dày. Rồi thì hơi dày thì sẽ làm cho nó sâu bệnh nó dễ dàng hơn. Nhưng mà các bạn thấy rồi đó, mặc dù sâu bệnh nhưng mà vẫn có trái nè. Trái này là bị hư rồi. Hôm nay mình sẽ thu hoạch cà. Không được thẳng thớm và không được mướt mát giống như là ở ngoài chợ đâu. Có một số trái nó bị sâu, bị bèo ra luôn. Eo mất rồi. Những trái mà nó bị sâu nhiều quá thì có thể là ngắt dục luôn. Nhìn hơi xấu ha. Đây. Cái này mặc dù là sâu bệnh đôi nhiều nhưng mà cuối cùng vẫn ra được một trái rất là ngon, lành, đẹp đẽ, đẹp trai. Khi mình ăn thì mình cũng không phải lo lắng bất cứ gì về thuốc trừ sâu. Mặc dù là các bạn cũng có thể là bao trái, mình sẽ rút kinh nghiệm là mình sẽ bao trái khi mà mới vừa ra để mình cho trái nó khỏi bị sâu đục. Mình không được mướt mát lắm.
Lần sau nếu các bạn có trồng thì các bạn có thể trồng thưa ra một xíu. Mình trồng hơi dày. Và đối với những cái loại sâu này có thể là pha thuốc trừ sâu sinh học. Mình có làm thuốc trừ sâu sinh học từ gỏi, tỏi, ớt và gừng. Nhưng mà mình chưa có phun, ngâm với rượu. Trồng như một đám cà luôn mà cái hồi khi thu hoạch thì được có vài trái thôi. Nhưng mà rất là cực kỳ yên tâm nha. Bởi vì không có tồn dư thuốc trừ sâu đâu. Hơi xấu một xíu. Chắc được nấu được một bữa. Đến đây thì mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye.